Ông Phú dành cho giải bóng đá Hoàng Hồ Club miền Bắc năm 2018. Và vào lúc này thì trọng tài chính Đức Dương đang dẫn hai đội bóng ra vòng tròn giữa sân. Ngay sau đây thì các thủ chúng ta sẽ cùng người chào rất chân thành dành cho khán giả, và chắc chắn là khán giả chúng ta cũng sẽ dành tặng cho các thủ những tràng pháo tay để có thể cổ vũ động viên tinh thần dành cho cả đội bóng trong ngày hôm nay. Vào lúc này thì các thủ sẽ chia bóng đang chủ động đi bóc tay các thủ đội tình nguyện viên của Chelsea trên toàn đường bóc. Đó thực sự là cái những cái bóc tay thắm tình đoàn kết và thân ái qua đội bóng dành cho nhau. Và trong trận thi đấu này thì có lẽ là cả hai đội bóng đều có một khát khao chiến thắng rất lớn. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ đến với đội bóng nào thể hiện được một bản lĩnh vững vàng, một lối chơi đa dạng biến hóa cùng với đó là một tinh thần thể thao cao thượng. Và cũng rất mong là trong trận thi đấu này thì chúng ta sẽ được một chứng kiến một trận thi đấu với thật nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau và thật nhiều những pha bóng hay cùng với đó là những bàn thắng được. Một trận thi đấu mà quyết tâm của hai đội là rất lớn, và xin chúc cho hai đội bóng sẽ thi đấu cùng bộ và chiến công trong ngày nay. Như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Đức Dương đã kết thúc rồi. Trận thi đấu đầu tiên của các thủ đội tình nguyện viên Chelsea, và đây là trận thi đấu thứ hai của các thủ Chelsea. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta cũng đã có những trận thi đấu đầu tiên cực kỳ hấp dẫn, và trong buổi chiều thì mạch trận của chúng ta tiếp tục diễn ra tại giải bóng đá toàn đường trên toàn miền Bắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp, và tại năm thứ ba này thì giải đấu đang được tổ chức trên quê hương tỉnh Nam Định, và các thủ HC Chelsea Nam Định là đội bóng lần ra đăng cai giải đấu hôm nay. Trong buổi sáng hôm nay thì Chelsea Nam Định đã tạo nên một cuộc đua dài dòng kinh điển khi mà họ đã bị các thủ Chelsea của Bắc Ninh dẫn trước tới 3 bàn thì bằng những nỗ lực không biết tuyệt vời. Chelsea Nam Định đã luôn dài dòng thành công và dẫn ngược lại các thủ Chelsea Bắc Ninh với tỷ số là 6-5. 11 bàn thắng đã diễn ra trong trận thi đấu đầu tiên của cả hai đội bóng Chelsea Nam Định cũng như là Bắc Ninh. Và trong buổi chiều ngày mai thì có lẽ là Chelsea đội tình nguyện viên cũng như là Chelsea cần phải có được một trận thi đấu cống hiến bùng nổ để tạo nên một mùa giải thành công. Điều khiển trận thi đấu này đó là trọng tài chính Đức Dương, một vị trọng tài có lẽ là cũng đã rất quen thuộc đối với sân bóng Côn Cần, một vị trọng tài rất chính xác, công tâm cũng như là chuẩn mực. Ngày nay thì các thủ Chelsea cũng như là các thủ đội tình nguyện viên đều xuất phát với những cá nhân đã từng thi đấu gắn kết với nhau nhiều năm. Đội tình nguyện viên của Chelsea FC Việt Nam ngày nay đã xuất phát với vị trí của thủ môn Đức Cảnh mang số 1, các thủ số 8 Duy Mạnh, số 88 Trường Sơn, số 17 Hữu Hải, số 5 Đức Lượng, số 0 Trọng Tú, số 19 Văn Việt. Đội trưởng bên phía đội FC, đội tình nguyện viên đó là vị trí của Duy Mạnh. Đội tình nguyện viên ngày nay đang xuất phát với bộ trang phục áo tím quần đen. Đối diện với họ đó cũng là một đội bóng đang có một khát khao cống hiến rất lớn. Sức trẻ và sự nhanh nhất của các thủ Chelsea ngày nay liệu rằng có phát huy được chút đội bóng kinh nghiệm và già dơ hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Chelsea ngày nay đã xuất phát với bộ trang phục áo xanh quần xanh, bộ trang phục có thể nói là cực kỳ ấn tượng rất đẹp, giống như bộ trang phục của câu lạc bộ Hà Nội vậy. Họ đã xuất phát với vị trí của thủ môn Minh Tú mạo số 1, các thủ số 4 Xuân Trường, đội trưởng số 9 Lê Quân, số 10 Hữu Học, số 8 Thanh Cường, số 2 Bà Hồng Phong và vị trí của cầu thủ số 3 Hoàng Hiển. Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn của các thủ Chelsea khi mà trong trận thi đấu đầu tiên vào buổi sáng hôm nay, trận đấu này đã bị thất thủ trước các thủ Chelsea Hải Dương với tỷ số là 6-0. 5-0. Chính xác là 5-0. Và chắc chắn là nếu muốn lọt vào vòng trong thì Chelsea cần phải thi đấu quyết tâm cũng như là phải cố một trận thắng để có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên đối diện với các thủ đội tình nguyện viên, một đội bóng có thời rất tốt. Có thể qua là ngày nay đội bóng tình nguyện viên có thời có thể nói là vượt trội so với đối thủ của mình. Tuy nhiên trong bóng đá nó cũng không quá quan trọng khi mà các thủ FC Barcelona trước kia là một đội bóng rất nhỏ, tuy nhiên lại thi đấu cực kỳ thành công. Ngày hôm nay thì Chelsea cần phải thể hiện một lối chơi gắn kết cùng với đó là khả năng thi đấu đột biến. Giải đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của những lượng fan đông đảo, fan Chelsea trên toàn miền Bắc chúng ta. Đội bóng cũng đã phải vượt những con đường rất xa xôi từ Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội
về đến quê hương Nam Định. Tuy nhiên bất chấp những khó khăn về mặt thời tiết cũng như là đường xá, giải đấu chúng ta vẫn được tổ chức và thực tế đó là một giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Các cầu thủ chúng ta đang phải thi đấu với điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt khi mà nắng rất gắt. Nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi cũng như là sự bền bỉ và mặt thể lực của các thủ Chia Bolu cũng như là các thủ lối chơi tình nguyện viên trong ngày hôm nay. Rất dẻo, nhưng qua làm tường như vậy và kiểu bóng của tuyến này sẽ là những cái cứu hiệu để cho các thủ tình nguyện viên có thể tìm kiếm được những cơ hội thực sự. Một không khí bóng đá tức mừng trên các sân bóng của đội tuyển này với giải bóng đá toàn Chelsea toàn miền Bắc. Đây đã là năm thứ ba và trong năm thứ hai năm 2017 thì giải đấu chúng ta được tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đội bóng lên ngôi đó là các thủ của Chelsea Thanh Hóa. Tuy nhiên rất tiếc năm nay có vẻ như Chelsea Thanh Hóa không có mặt tại sân chơi của giải bóng đá trong trước Chelsea miền Bắc. Đó cũng sẽ là một thiếu hụt. Tuy nhiên những đội bóng đến với giải hôm nay cũng đều là những đội bóng rất chất lượng. Chelsea là một câu lạc bộ có lượng fan rất đông đảo trên toàn thế giới. Tại Premier League thì có lẽ là Chelsea có lượng fan chỉ đứng sau câu lạc bộ Liverpool cũng như là Manchester United thôi. Rất tuyệt vời! Hôm nay thủ thành được phía đội bóng Chia Bolu. Một pha ra vào cực kỳ hợp lý và khôn ngoan của thủ thành Minh Tú. Hai đội đã có những phút thực hiện đầu tiên cực kỳ cởi mở. Hai đội không thăm dò nhau và trái lại đó là một lối chơi tấn công sòng phẳng và cực kỳ công hiến. Hai đội đều tìm kiếm cho mình những miếng đánh phủ đầu để tạo nên một lợi thế trong phút đầu tiên. Có vẻ như đã có tiếng còi từ trọng tài chính Tuyết Dương với pha phòng lớn của các thủ tình nguyện viên. Quả sút là rất rộng, tuy nhiên cự ly của pha phạt này là rất xa, rất hay. Một pha bẻ lòng tranh trên phải rất cơ bản dành cho trung vệ dọc bên phía đội HC Chia Bolu. Đó là vị trí của cầu thủ số 3 Hoàng Hiểu. Và chuyện vẫn đang còn phía trước và có lẽ là một bàn thắng lúc này sẽ là điều tuyệt vời để cho Chia Bolu cũng như là tình nguyện viên có một lợi thế nhất định về mặt điểm số cũng như là về mặt tinh thần. Giải đấu này chúng ta được đồng hành với ekip của bản tin bóng đá nước Đức và sau những trận thi đấu như thế này và buổi tối thì ekip của bản tin bóng đá rất hay. Rất hay dành cho pha phối hợp vừa rồi của các thủ áo tím. Đó là một pha phối hợp rất nghiêm và đó là những nhung đánh trực diện, nhưng nhung đánh mang tính sát thương rất cao. Một mảng nhung vượt quá chất lượng mà các thủ đội tình nguyện viên tạo ra và một không cho trận thi đấu hôm nay. Người ghi bàn rất bất ngờ đó là cầu thủ rất cởi mở bên phía đội bóng tình nguyện viên. Tiền đạo Vũ Nhuận bên phía đội bóng tình nguyện viên được có một pha chấp xuống rất khôn ngoan. Một pha bóng mà cầu thủ trong tứ đã như từ dưới đất chui lên và có một pha bóng cực kỳ chuẩn mực với một pha sâu kín rất tinh tế qua áng của thủ môn Minh Tú. 1-0 dành cho đội bóng áo tím Trường Chung. Trận đấu đang trở nên rất nóng sau bàn thắng vừa rồi. Có lẽ bao nhiêu thứ kéo người rồi. Ngay sau khi có được bàn thắng thì các thủ FC tình nguyện viên đã có một lối chơi hợp lý hơn rất nhiều. Chắc chắn là lối chơi hợp lý hơn cả đấu này. Đó là ưu tiên về cơ sở ngự
những tình huống phòng ngự chắc chắn và kín kẽ sẽ là điều mà tình huấn viên cần làm. Còn đối với các thủ trưởng lưu thì họ sẽ buộc phải rất cao đối với lên để thi đấu tấn công rất hợp lý. Một tình huống đánh lui cực kỳ và phản công dành cho đội bóng không thành công, tiếp tục là phạm lỗi. Sao Paulo luôn được biết đến là một bóng cầu lôi chơi cực kỳ khó chịu. Đó là thời điểm mà đội bóng này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Mourinho từ 2004 đến năm 2008. Rất nguy hiểm. Sao? Lợi thế là rất lớn dành cho các thủ FC tình nguyện viên. Đội bóng tím vẫn đang có một lợi thế về mặt tinh thần cũng như điểm số để có thể giành chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên thì khoảng thời gian của trận đấu này vẫn còn là rất nhiều để cho các thủ trẻ Blue có thể tìm kiếm những cơ hội để đưa trận thi đấu được trở về và xuất phát bốn mươi nào. Hôm nay thì cả hai trận thi đấu đầu tiên đều diễn ra trên sân bóng số 1 và sân bóng số 5 của sân cỏ Lý Tạ Kiêu Đức Canh. Rất kinh nghiệm. Trên phần sân số 1 thì sẽ là các thủ Chelsea Bắc Ninh đối đầu với các thủ dòng 88. Và trong trận thi đấu trên sân số 5, chúng ta được chứng kiến một trận thi đấu cực kỳ phóng khoáng dành cho cả hai đội bóng. Tuy nhiên một cách biệt cũng như là thế lúc này đã thuộc về đội tình nguyện viên rất hay. Hợp lý, hồ lê. Vẫn là cái tên trọng Tú. Tú ở đang có những phút thi đấu thực sự thăng hoa. Và khoảng trống cũng như cơ hội dành cho cầu thủ này là rất nhiều. Có vẻ như sự kinh nghiệm cũng như là sự tin tưởng thật ý về mở dành cho trọng Tú trong trận đấu này là rất lớn. Và cầu thủ này cũng đã không phụ lòng những điều đồng đội của mình với một bàn thắng từ rất sớm. Bóng rất quan ở trong sân Hồng Kông. Còn đội trẻ. Một tình huống mà chưa phải gặp bên phía đội FC tình nguyện viên vượt qua phạm đôi với một pha bắt tốc cực nhanh. Một pha bắt tốc như là chiếc xe xe cơ thứ một vậy. Và một tin có thể nói là rất vui đối với những người hâm mộ Việt Nam. Đó là năm 2020 thì giải đấu cơ thứ một sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến những Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen cũng như là những huyền thoại của cầu thủ cơ thứ một sẽ xuất hiện. Trận đấu hôm nay là một trận đấu rất quan trọng, rất hay. Một pha bóng quét bù là nó ngoài bóng đi rất nặng dành cho vị trí của Xuân Trường. Cái tên của Lea đã quá quen thuộc đối với những người hâm mộ đá Việt Nam. Ngày hôm qua thì Xuân Trường và những người đồng đội của mình đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, rất quả cảm và tuyệt vời để dành tặng cho 40.000 khán giả có mặt trên sân bóng Mỹ Đình. Đó là một chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Malaysia. Chắc chắn là trong những trận thi đấu tiếp theo thì các khán giả của chúng ta sẽ còn có những trận thi đấu cực hay nữa vào ngày 20 tới đây. Thì chúng ta sẽ phải làm khách trên sân bóng của Myanmar và sau đó 4 ngày chúng ta sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội bóng Campuchia. Mối thế hệ của đội tuyển Việt Nam chúng ta là một thế hệ được đặt rất nhiều kỳ vọng để có thể lên ngôi vô địch sau chu kỳ 10 năm kể từ năm 2008 với mối thế hệ vàng công vinh việt thắng minh phương tài em rất tài năng. Và hôm nay chúng ta cũng đang có một thế hệ vàng nữa, đó là như tiến dũng duy mạnh công phượng xuân trường. Một thế hệ mối thế hệ đã làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới sau nhiệm kỳ á quân tại vòng chung kết U23 cũng như là trên vòng thứ tư tại ASEAN vừa rồi trên đất Balambang, Indonesia. Một thế hệ sản xuất đầy mạnh mẽ và kinh nghiệm đang được cả đội bóng tạo ra cho trận thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu mà các thủ trẻ Hà Nội cần phải có được một chiến thắng để có thể nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong. Còn đối với các thủ tình nguyện viên thì đây là trận thi đấu đầu tiên rất hay.
chưa thể ra chân. Giờ tối nay ngày nay là một đội bóng của tuổi đội trung bình là rất trẻ, có lẽ là tuổi đội trung bình của đội bóng FC Chợ Bến Lừ chỉ là con số 22 mà thôi. Tuổi đội rất trẻ và sức tấn công cũng như là do sự nhiệt huyết. Tuổi trẻ thì luôn đi liền với thể lực cũng như là sự nhiệt huyết trong lối chơi của mình. Và ngày mai thì các đội FC Chợ Bến Lừ cần phải làm được điều đó. Chưa đội bóng kinh nghiệm hơn, già dơ hơn. Đó là đội tình nguyện viên của câu lạc bộ đá Chelsea. Sự tập trung là điều mà cả hai đội bóng cần làm lúc này. Đây có lẽ là một trận đấu sẽ không dành cho những sai lầm. Tuy nhiên với một diễn biến với một thế trận rất là nhanh như thế này thì cũng rất khó để cho các thủ chúng ta có thể giữ được một cái đầu lệnh. Giải đấu của chúng ta diễn ra được tổ chức trên sân bóng Copacabana và sẽ chia làm hai bảng. Mỗi bảng đấu sẽ bao gồm 3 đội bóng. Và sau ngày buổi chiều ngày nay thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra những trận thi đấu tại giải bóng đá Parklet Chelsea miền Bắc. Các đội bóng đã phải vượt những quãng đường rất xa xôi, phải tranh giành cho đội tuyển Việt Nam trong kia rất tuyệt vời, rất vời. Tuy nhiên trận thua bóng cuối cùng, đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện ra ngoài. Đó là cơ hội được trao cho vị trí của đội tuyển Văn Việt. Chợ Bến Lừ đang dồn cao đội hình của mình lên để thi đấu tấn công. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà trong bối cảnh họ đang bị đối phương rất trước, rất hợp lý. Tuy nhiên thì họ phải phải được phía đội bóng FC Chợ Bến Lừ lại chưa có thể có một tình huống chạm bóng thực sự nhanh cảm. Những đội bóng chạm chất rất mạnh mẽ và công nghệ va chạm đang được diễn ra. Trận thi đấu đang diễn ra rất nóng lửa, hợp lý. Thôi không điện rồi, chúng ta cùng chờ xem trận thứ này. Như vậy là rất có thể sẽ là quả penalty rồi. Penalty dành cho các thủ môn xe Chợ Bến Lừ. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và trọng tài chính Đức Dương đã rất sức khỏe cơ hội để cho đội bóng sân có thể đưa trận thi đấu này trở về và xuất phát. Cầu thủ nào sẽ đứng trước bóng trong trường này? Đội bóng phá rồi. Một đều cho trận thi đấu hôm nay. Đó là một pha dứt điểm mạnh như thế của Thành Nhân. Tỷ số được cân bằng một đều. Xứng đáng lắm. Đó là những gì mà các thủ FC Chợ Bến Lừ đã nỗ lực và quyết tâm trong suốt những thời gian vừa qua. Và tỷ số được cân bằng một đều trên những phút đầu tiên. Chính xác là cho còn xa nữa thời gian thì một thi đấu rất ra rồi. Thời gian của hiệp một trận thi đấu không còn nhiều và cả hai đều vẫn chờ cho mình một lối chơi cực kỳ công hiến. Đó có lẽ là lối chơi giống hệt với lối chơi mà Chợ Bến Lừ đã trình diễn trong mùa bóng hôm nay. Mùa bóng mà câu lạc bộ Chelsea đang cạnh tranh chức tước và sòng phẳng đối với ngày đối thủ không gồm số chung, đó là Man City cũng như là Liverpool. Chợ Bến Lừ vẫn đang có một thứ hạng cực tốt tại Premier League năm nay. Rất quyết liệt và chạm đầu đầy nhạy cảm dành cho vị trí của hậu vệ trái bên phía đội bóng Chợ Bến Lừ. Tấn công chưa thành công với một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn. Thì những tình huống cơ nhỏ ngắn và những đường truyền cần chấp sẽ là những lúc đại hữu hơn dành cho các thủ FC tình nguyện viên. Rất bình tĩnh.
Quân vào đấy làm gì đấy quân ơi? Với điều kiện thời tiết nắng gắt như thế này thì các thủ chúng ta sẽ cần phải phân phối sức lực một cách hợp lý cho chặng đường còn lại, phía trước còn rất dài. Cầu thủ công pha chống rất thương, một pha cho bóng theo kiểu treo cổ, và nếu không thi đấu tập trung thì rất có thể trường hợp được phía đón tình nguyện viên sẽ phải vào lưới nhận bóng. Làm vậy thì các thủ môn C trong hiệp một, các thủ môn C tình nguyện viên làm được cái rất là lợi thế. Chiến thắng tuyệt vời, những tràng pháo tay không ngớt dành cho cầu thủ ghi bàn cho chúng ta rồi. Đó là pha lập công cực kỳ tưởng dành cho chú Ngọc Tú. Như vậy là Ngọc Tú đã có được cú đúp chân trở thế đấy. Thời gian của một trận đấu này không còn nhiều, và cả đội bóng của chúng ta vẫn đang thi đấu với sự chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trận đấu từ phía sau bất ngờ, trọng tài Đức Dương đang điều khiển trận đấu một cách cực kỳ chuẩn mực cũng như là chính xác. Các đội chúng ta cũng cần phải tôn trọng tuyệt đối những tín của trọng tài để tạo nên một trận thi đấu mang yếu tố về mặt hình ảnh, cùng đó là yếu tố về mặt chuyên môn cao. Bởi vì xe hàng cơ đã phạt rất nhiều lần, rất nguy hiểm. Cầu thành công, tấn công rất nguy hiểm mà đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhiều trời là một hướng đẩy sau. Sáng giờ đã trôi qua trước khung thành của thủ đô Duy Anh. Trẻ bà lưu ngày nay đang thi đấu cực kỳ sẵn phẳng so với tục của mình. Một tinh thần chiến đấu cực kỳ quả cảm cũng như là máu người đang được bóng trẻ luôn tạo ra. Và đã khiến được sự sống đấy. Vẫn là Ngọc Tú. Đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy nhiên thì tôi cũng xin lưu ý với các thủ chúng ta. Bóng đá là môn thể thao mang lại chúng ta thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và một tinh thần đoàn kết, các thủ chúng ta cần phải thi đấu với một trái tim không. Bóng đi ra ngoài. Và có lẽ là phạm lỗi với trung vệ dọc bên phía đón tình nguyện viên rồi. Bóng đá nên khiến cho các thủ cũng như là các doanh nghiệp, các cơ quan và của các fan hâm mộ trên toàn miền Bắc dành cho câu lạc bộ Chelsea chúng ta xích lại gần nhau hơn. Các cầu chúng ta cần phải thể hiện một lối chơi phô bày, cùng với đó là một tinh thần thể thao cao thượng. Đúng rằng tính chất của trận đấu hôm nay là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên những gì mà cả hai đội bóng thể hiện trong trận thi đấu để tạo nên một trận thi đấu đẹp, một trận thi đấu thành công, đó mới là điều tiên quyết. Đây là năm đầu tiên mà tuyển nhân viên đứng ra đăng cai giải đá Chelsea toàn miền Bắc. Đó cũng là một sự nỗ lực rất lớn của ban tổ chức năm nay. Cũng xin cảm ơn tất cả các đội bóng cũng đã vượt qua nhiều rất xa xôi để có thể trở về quê hương Nam Định của chúng ta, tạo nên những trận cầu cực tiến dẫn vào sân nổi rất hợp lý. Thành công dành cho Trà Vinh, không thành công và bóng mà anh Phong đã dứt điểm ăn quá nhiều do bóng ngoài chân phải, và như vậy là hiệp một đã khép lại với tiếng còi của trọng tài chính Đức Dương. Hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số là 1-1. Một trận thi đấu cực kỳ máu lửa và mang tính trọng nghiêm rất cao. Đấu rất quan trọng dành cho cả hai đội bóng FC Chelsea cũng như là đội tình nguyện viên của Chelsea trên toàn miền Bắc. Đây là trận thi đấu đầu tiên của đội tình nguyện viên và là trận thi đấu thứ hai của các thủ FC Chelsea tại giải bóng đá Fan Club Chelsea miền Bắc năm 2018.
trong trận thi đấu hiệp một trận thi đấu này thì cả hai đội đã tạo ra một tình huống bóng đá tấn công vô cùng bắn nhãn, đã có 3 bàn thắng cực kỳ dành cho cả hai đội bóng. Hai trận thi đấu thuộc về bóng của Nguyên Thiên và một trận thi đấu thuộc về vị trí của cầu thủ Anh Đức bên phía bóng xanh. Trong hiệp hai trận thi đấu hôm nay thì cả hai đội bóng cần phải thi đấu quyết tâm, thi đấu cố gắng nữa để có thể có được một trận thi đấu thành công. Và cũng rất mong là cả hai đội cũng sẽ thể hiện một lối chơi tấn công cống hiến cho các khán giả của chúng ta. Một giải đấu rất quan trọng và một giải đấu thực sự ý nghĩa trong ngày lễ mà chúng ta hướng tới, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các thủ có lẽ đang có rất đông, các thủ chúng ta vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Một giải đấu tổ chức sẽ là điều kiện để cho fan club Chelsea trên toàn miền Bắc của chúng ta xích lại gần hơn để hướng tới một lượng fan đông đảo đoàn kết và tạo ra được một lượng fan đông đảo trên toàn miền Bắc, cũng như là tạo một sự kiện gắn kết với đồng chất hơn từ đây. Một tình huống ra chân rất nhanh, tuy nhiên thì nói lại trước tôi xin chấm mức, đó là pha dứt điểm dành cho vị trí của cầu thủ số 8 Duy Mạnh. Bầu không, rất không. Chúng ta có thể thấy rằng trận đấu sau trận thi đầu tiên, đội bóng đã thi đấu sâu tận cũng như nỗ lực hơn rất nhiều. Trọng tài Đức Sương đã không cho hưởng lợi thế trận đấu vừa rồi. Bầu không rồi. Và dứt điểm khá dễ dàng dành cho vị trí của cầu thủ số 8 bên phía đối diện blue, đó là vị trí của Thành Cương, đội trưởng của đội bóng này. Sau trận thua với một tỷ số rất đậm, trận thua với chiến thắng tỷ số bằng tay nhỏ, thì trong trận đấu này trận blue đã thi đấu này hơn rất nhiều và sẵn sàng thi đấu đông công cho đội bóng tình nguyện viên. Mọi chuyện vẫn là còn ở phía trước dành cho các thủ của tình nguyện viên cũng như là trận đấu. Tuy nhiên nếu muốn giành chiến thắng thì cả hai đội cần phải thi đấu quyết tâm, cần phải thi đấu nỗ lực và cần phải thi đấu với một bản lĩnh vững vàng trong những khoảnh khắc quyết định và rất quan trọng của trận đấu hôm nay. Trận đấu chúng ta đang được tác nghiệp và ghi hình bởi bản tin đấu đáng định và cũng đã là sự công bằng đầu tiên hôm nay thôi. Các thủ chúng ta nếu muốn xem lại clip highlight cũng như là clip bản tin, hãy truy cập vào fanpage bản tin bóng đá để có thể theo dõi trận đấu này. Đó là một điều tuyệt vời để cho giải đấu chúng ta được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp và thực sự thành công. Đúng không? Em ơi, đang tường thuật trực tiếp trên NTV Live. Cũng như vậy là trận đấu chúng ta đang được tường thuật trực tiếp trên NTV Live. Đó là điều tuyệt vời và chắc chắn là trận đấu chúng ta vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người con Chelsea trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đó là điều tuyệt vời và không có nhiều đội bóng có thể làm được như là fan club Chelsea miền Bắc của chúng ta. Mới đây nhất thì trên sân bóng của chúng ta cũng đã tổ chức chương trình thành công giải bóng đá fan club miền Bắc và đó là một giải đấu rất thành công. Lên ngôi vô địch đó là các thủ fan club Nam Định. Và tại giải này thì giải đá fan Chelsea miền Bắc cũng đang được tổ chức và fan club Nam Định chắc đang là một trong những bóng cực viên hàng đầu. Sau trận thi đấu đầu tiên vào buổi sáng hôm nay thì fan club Nam Định đã có một chiến thắng và có một 3 điểm hoàn toàn xứng đáng trước các thủ fan club Bắc Ninh. Trong trận đấu hôm nay thì đối thủ về tình nguyện viên của Chelsea đang là đội bóng có một lợi thế rất lớn, lợi thế về mặt tinh thần cũng như là lợi thế về mặt điểm số vẫn đang thuộc về đội bóng tím. Tuy nhiên thì để thi đấu thành công thì fan chính xác là fan Chelsea của đội tình nguyện viên sẽ cần phải thi đấu như tình nguyện viên, thi đấu quyết tâm hơn nữa, khi mà cách biệt chúng lại chỉ là một bàn thôi, một cách biệt rất mong manh của CT. Và đặc biệt là trong bối cảnh mà các thủ trẻ của Lu vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực với quyết tâm rất cao để đưa trận thi đấu này trở về tập xuất sắc.
quả không dành cho đội tuyển Việt Viên. Ở trận bất thường. Được không? Trang Nam. Hơi chậm và trời đã chơi thì rất đáng tiếc đối với các thủ lên trời. Xe vào lưu. Lần bóng rất hay. Đẩy mạnh một sợi. Vâng, như vậy là thân bên phía đội bóng tình đội tình Nguyễn Phương. Cầu thủ ra sân đó là Đức Nguyên. Lộc Chiến sẽ được trao về cho những phút tiếp theo dành cho đội bóng tím. Sở hữu mà các thủ MC sẽ cùng đang gặp khó khăn cho rằng nhưng cũng rất mong rằng ngày hôm nay sẽ thi đấu bùng nổ trong phút tiếp theo để đưa trận thi đấu này trở về với xuất phát. Với lần này những chàng trai áo xanh nhưng thời gian của trận đấu vẫn còn là rất nhiều, rất kinh nghiệm, cần phải có những tình huống thi đấu quyết đoán cũng như là chuẩn mực hơn nữa. Văn Phú Yên và bóng mà vị trí của Văn Hành đã rất khôn ngoan. Tiểu cầu thủ này đã sút bóng trượt và có độ xoáy rất cao. Rồi vô rồi. Như vậy là thân người với phía đội bóng tình nguyện viên. Và có lẽ là sau trận này thì tình nguyện viên sẽ thay người. Không thể không. Theo sát vào. Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù đã rất tiếc, tuy nhiên bất cứ khi nào có cơ hội thì các thủ sẽ tình nguyện viên vẫn tràn đầy của mình lên và có những bản đối thuyết tấn công cực kỳ xuất hiện và biến hóa. Đúng đây! Bóng chủ đi chơi cung thành trong gian tốc độ cầu. Đó là pha ra chân rất nhanh và có ý định dành cho vị trí của đội trưởng Duy Hành. Duy Hành là một người khổng lồ tiếp xúc trên sân bóng vào lúc này. Cầu thủ này có những pha tranh chấp cũng như là những pha thể đều cực kỳ ấn tượng. Và tuyến giữa của cầu thủ HC Tình Nguyện Viên đang trở nên rất mạnh với sự cơ động của cầu thủ này. Bác Lý. Đây là chính của Hoàng Hiểu. Cầu mạnh góc trời. Với lợi thế thì các thủ MC Tình Nguyện Viên vẫn đang thi đấu rất khôn ngoan và thi đấu phòng ngự chân chắc và khi cơ hội đều dâng lên với sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Đánh bóng và cao bất thường. Năm nay thì cầu thủ Chelsea cũng đã tạo về cho mình rất nhiều những bản hợp đồng chất lượng. Đó chính là Kovacic, đó chính là Jorginho, Antonio Rudiger và đặc biệt họ đã mua được thủ thành đắt giá nhất thế giới. Đó chính là Kepa Arrizabalaga. Chúng tôi nhấn chuyển cầu thủ Anh Kích Bông. Kepa Arrizabalaga đã chuyển đến Chelsea với bản hợp đồng chuyển nhượng lên tới 72 triệu bảng và trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Ngay sau khi thủ môn Kepa nằm lạc trời ra đi và đòi chuyển đến Real Madrid thì lập tức ban lãnh đạo của Chelsea đã tạo cho mình một bản hợp đồng quá chất lượng và cho đến lúc này thì Chelsea cũng chính là một trong số ít cơ đồ để chuẩn bị ít nhất tại Premier League năm nay. Hey,
rất tiếc là Chelsea năm nay lại không thể tham dự cúp C1 châu. Tuy nhiên tại đấu trường Olympic thì Chelsea vẫn là đội bóng cúp này. Chelsea chính là cơ đồ duy nhất của Đức Anh rất căng. Còn phần công, Chelsea chính là cơ đồ duy nhất của Đức Anh đoạt cả danh hiệu UEFA Champions League và Europa League. Như vậy là thay người bên phía đội bóng sẽ tình nguyện viên có thể vào sân, đó là vị trí của Tiến Đạt, và sân đó là vị trí của Văn Việt. Văn Việt cũng đã để lại rất nhiều những tiểu khó khăn với một lối chơi bền bỉ, với một lối chơi chuyên về sức mạnh. Tuy nhiên thì Tiến Đạt cũng là một trong những cầu thủ có được kỹ năng chơi bóng rất cơ bản, và nền tảng thể lực của cầu thủ này cũng luôn là một điểm nhấn cho các đội bóng tình nguyện viên trong sự thành bại ngày nay. Tiến Đạt thì là một cầu thủ trẻ khỏe và luôn là chân thì là rất sơn sáo và cực kỳ nóng lửa. Cầu được nhắm biên dành cho tình nguyện viên. Rồi đây! Đánh hiệu! Đánh phải! Vẫn phải là cái phải không thể chân. Một pha bóng mà đội trưởng đội phía trẻ mà người đã xử lý theo cầu kỳ. Cần phải nhanh hơn nữa, chính xác hơn nữa và chuẩn mực hơn nữa. Và đặc biệt là sân bối cảnh các đội trẻ mà người đang đủ dẫn trước. Một pha chuyền bóng mất mát rất tinh tế, pha chuyền bóng mất mát mang thương hiệu của Ronaldinho. Để sau rồi. Sự đối lập đang cực các đối xử tình nguyện viên tạo ra và nó khiến cho những lỗ hổng cũng như là những mảng lối tấn công của các đối xử treo vào là không nhiều. Những mảng lối tấn công cuối cùng và những tình huống xử lý đột biến chưa được tạo ra, và chính vì lẽ đó các đối xử treo vào cần phải thi đấu chắc chiều nữa. Sự đổi phòng ngự kỹ kia đang được các thủ môn trẻ tình nguyện viên tạo ra và không có nhiều khoảng trống cũng như là cơ hội để cho trẻ huấn luyện có thể phát huy được những đợt tấn công chất lượng. Đang rất căng. Người đi tính nào đi. Công việc chỉ là một toàn thôi. Một công việc thì rất mong manh và dễ bơi và có thể đi sang phẳng bất cứ nào. Tuy nhiên thì quan trọng hơn cả các thủ MC sẽ là lưu cần phải thi đấu chất chiêu. Chất chiêu những tình huống quyết định. Không thể cần. Vân Phương phản công dành cho các thủ trường lưu cố đâu. Chất chiêu. Bóng lên rất căng. Một pha ná đầy bóng từ căng như kia chỉ. Một pha dứt điểm mang thương hiệu của Frank Lampard. Hiện tại sở hữu cầu thủ Chelsea như năm trước đây. Frank Lampard đã gần như dành trọn sự nghiệp của cầu thủ này cho lửa xanh thành lên đêm. Một trong những tiền đạo hào hoa và sáng tạo nhất của bóng này trong năm trước đây. Trong sự nghiệp của mình thì Frank Lampard được mệnh danh là luôn không phổi. Một cầu thủ thi đấu cực kỳ bền bỉ dẻo dai và có khả năng làm bàn chân hạng. Frank Kỳ là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của nước Anh và trên toàn thế giới. Đây là vị trí của Văn Hạnh. Thời kỳ thành công nhất và hoàn thành nhất đối với cầu thủ Chelsea đó là thời kỳ những năm 2004 đến năm 2018, thời kỳ mà sơ đồ phòng ngự chính danh do Jose Mourinho dẫn dắt.
đã thu lại được quá nhiều những thành công. Tuy nhiên thì chiến tích kỳ lần lớn nhất đối với đội bóng Chelsea đó là việc họ đã thua đội kỳ quốc gia châu Âu năm 2012 bởi huấn luyện viên vương nhiệm Roberto Di Matteo. Đó là giải đấu mà Chelsea đã cho thấy tất cả những tinh túy, tất cả những nét đẹp đẽ nhất của mình sau khi đánh bại cờ Bayern Munich trong trận thi đấu chung kết. Bàn thắng cực kỳ quan trọng của VV Europa ở những phút cuối cùng. Thứ hai, rất nguy hiểm cho chúng tôi. Tuy nhiên thì chủ vòng bên phía đấu tình nguyện viên đã băng ra rất chủ động và cực kỳ khôn ngoan. Đó là pha bóng mà Đức Cảnh đã trở thành kinh nghiệm của mình. Và thì chúng ta vẫn đang thi đấu rất chắc chắn. Vẫn khôn khôi. Một pha xử lý quá hiền lành. Cần phải di chuyển mạnh mẽ nữa và hiện hết hơn nữa. Dành cho vị trí của cầu thủ Việt Nam rất nhiều. Chính xác hơn thì đó là vị trí của Ngọc Chiến. Và bóng như thế nào Ngọc Chiến cuối cùng đối mặt. Như vậy là hai người bên phía đội sẽ chờ bao lâu rồi. Sân công sẽ là cầu thủ được cung về sân cho đến phút tiếp theo. Và cầu thủ vào sân đó là vị trí của Như Hậu. Rất mạnh mẽ thôi. Rất nguy hiểm và như vậy là tỷ số được nâng lên thành 3-1 rồi. Rất dài dành cho các thủ tình nguyện viên của cầu thủ đá Chelsea. Rất dài và đó là một pha bám vào cực kỳ hợp lý. Khả năng chọn vị trí tuyệt vời của cầu thủ Ngọc Chiến đã giúp cho các thủ tình nguyện viên nới rộng cái kinh nghiệm trận đấu này lên thành 3-1. Không. Hay số 0 ấy. Như vậy là Mạnh Tùng cho vào sân để tay cho Trọng Tú. Cần rút tiếp theo. Rút bất ngờ khi mà các thủ tình nguyện viên của Chelsea mới ghi bàn. Thì bóng này lại theo người. Được quá mạng nơi tham gia tấn công, quá mạng nơi tìm kiếm mạng sau màn tỷ số. Và bảo là những ngôi hồn dâng lên để cho các thủ tình nguyện viên Chelsea có thể khai thác. Và cho đến ngoài thì đội tình nguyện viên của Chelsea đã nới rộng một cách vượt lên thành 3-1 rồi. Được vượt rất an toàn. Từ đây chúng ta cần sự bùng nổ, cần một điều chân kỳ đến cái lối chơi của các thủ SC xem vào lưu trong khoảng gian tiếp theo. Thời gian của bài là rất nhiều, cố lòng những trời xa dần. Trong bối cảnh mà khoảng thời gian hiện nay của chúng ta không còn nhiều nữa thì những pha xử lý cuối cùng của trận đấu cần phải được thực hiện một cách chuẩn mực cũng như là chắc chịu hợp lý. Thứ hai coi ở trọng để khó khỏe một tình huống mới bị đồng người của Phan Hằng rất khó hơn đó đã chạm tay rồi. Thời tiết đã trở nên mát dịu và đó là một chuyện lý tưởng để đảm bảo lưu cơ và thể lực cho các thủ chúng ta. Sau tình huống này thì các thủ HC như vậy đó là tình huống mà cầu thủ bên phía đội HC tình huống quyền đã gặp phải chấn thương. Đó là điều rất nhiều thôi khi mà trong trận đấu hôm nay cả hai đội bóng chúng ta đều thi đấu với mật sức tấn công vô cùng mạnh mẽ và với mật độ thi đấu rất nhanh. Như vậy là Ngọc Lâm bên phía đội HC tình nguyện viên đã được tung vào sân. Và người vào sân đó là vị trí của cầu thủ Trinh Sơn. Gần như là tất cả các thủ HC tình nguyện viên đã được trao cơ hội để thi đấu trong ngày hôm nay rồi. Một giải đấu cực kỳ ý nghĩa để cho các thủ chúng ta có thể thỏa mãn được đam mê của mình với trái trường. Cảm ơn anh.
Tấn công, tấn công đi, hơi chậm thì phải đồng hồ rồi. Rất tiếc, đó là những minh đánh cực kỳ hữu hiệu và mang tính chất tương rất cao mà các tổ chức viên viên tạo ra cho trận đấu hôm nay. Lối trời rất không hoàng, hợp lý tiếp tục chúng ta coi chưa thể ra chân. Phản công dành cho các tổ chức viên viên. Rất nhanh. Tấn công, đây là vị trí của Hoàng Minh. Rất cần. Sự tập trung là điều mà ta nói chúng ta đang hướng đến cho trận đấu này. Nếu đây là một chiến thắng của các đội xe Tây Nguyên Viên thì sẽ là một chiến thắng của kinh nghiệm, chiến thắng của sự đoàn kết và chiến thắng của cả hai tầng quốc gia tốt tốt. Anh đội trưởng với thế giới tình nguyện viên sẽ rời sân. Duy Anh rời sân với những bước chân tập tay. Đối với những cầu thủ này đã bị tái xuất chấn thương rồi. Đội trưởng của tình nguyện viên nhóm này đã thi đấu tuyệt vời và là một trong những nhân tố tạo nên sự thành bại của các thế giới tình nguyện viên trong những phút vừa qua. Trong những phút có mặt ở trên sân thì Duy Anh chính là sợi dây liên kết để kết nối những cầu thủ FC Tây Nguyên Viên với nhau để tạo nên một lối chơi dẫn trước. Tuy nhiên thì thể lực cũng như là một số tiền đã cần cho phép Duy Anh tiếp tục thi đấu. Và Văn Quyết cũng là một cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao mà các cầu thủ FC Tây Nguyên chiến sĩ tung vào sân. Hà Nội một cầu thủ mới cho lối mở rồi, hơi chậm bất công đầy nỗ lực. Tuy nhiên về phía trẻ lưu đang thi đấu rất không hoàng và cực kỳ nỗ lực. Và Nguyên rất không. Tuy nhiên thì nó lại đúng vào vị trí mà chúng tôi đúc cảnh đã chọn sẵn. Trận đấu chúng ta đang diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và các cầu thủ của chúng ta vẫn đang thi đấu rất cao hôm nay. Trong thời gian này trận đấu thì trọng tài Đức Dương vẫn chưa phải rút ra một chút thẻ nào cả. Tôi cho thấy được một tinh thần thể thao cao thượng và hai đội bóng dành cho nhau. Đó cũng là một điều dễ hiểu khi mà cả hai bóng đều là những quan chiến chính của cầu thủ đá Chelsea trên sân miền Bắc. Và dứt điểm khá đáng tiếc dành cho vị trí của đội trưởng về phía trẻ lưu. Đó là vị trí của anh Đức. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ngày nay cũng đã trải qua một quãng đường rất xa xôi từ thủ đô Hà Nội trở đến đây. Hà Nội luôn là một trong những trường rất mạnh với bóng đá phong trào và nơi đây cũng đã tổ chức rất nhiều những giải đấu thủ quân công, đó là HTL cũng như là giải hạng nhất thủ. Hiện tại thì HTL đang diễn ra với những vòng đấu sức mạnh của nhân dân. Trong khi đó thì cơ Hà Nội đã vô địch tại cái lịch trình đi cà phê sớm trước năm vòng đấu với một vòng đấu cực kỳ ấn tượng. Đi em ơi rất hợp lý. Một tình huống bắn lùi cực tuyệt và công tử phạm lỗi rồi. Một cầu thủ vẫn chơi trẻ lâu đang rất đau, cũng rất mong rằng cầu thủ này sẽ gặp phải một chấn thương nặng
Đó sẽ là điều mà các huấn luyện viên Triệu Bảo Lưu đang rất lo lắng. Rất may, rất may khi mà cầu thủ đội tuyển FC Triệu Bảo Lưu đã đứng dậy được. Và đó là cầu thủ Thanh Vương đang phải nén đau để thi đấu. Hôm nay thủ môn đội tuyển FC tình nguyện viên đó là pha bóng mà Đức Cảnh đã bao nhiêu rất hay, một pha bao nhiêu mang thương hiệu của Petersen. Không có tình huống để nói cho tay, đó có lẽ là tình huống để nói chặt tay sát người và trọng tài Đức Thiên đã không công nhận. Đang là rất cần thiết và đang nỗ lực dàn chơi áo dày. Rất hiểm cao lao đánh đầu tuyệt vời, một tình huống mà có lẽ là đội trưởng Đức cần phải xử lý. Chuyện nước cơn mưa thì cần một hướng chạm đầu đủ lực và chính xác thôi. Đã có bàn thắng rồi, khi mà không phải đã dần mở. Rất tiếc dành cho anh Đức. Anh Đức đêm qua của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn một bàn thắng cực kỳ quan trọng để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ngày nay anh Đức vẫn chưa đội bóng FC Triệu Bảo Lưu đã chiến thắng. Đó cũng là trận đấu